không đấy nha mày, nhưng nó bụi nữa thì tao mày cũng chơi bụi còn chưa làm cái gì mày chứ lừa người ta đâu. Mẹ nhà mày thôi đi. Đấy nó đẩy lên thì là nó mi mi bị. Con Hảo nó quay để lấy bằng chứng, thì nó quay để lấy bằng chứng để ta mang ra tận trường nhá. Mẹ nó mang dao đây. Mang dao đến đây. Không đợi mang dao đến cho tao, hôm nay mang đi. Chú bây giờ không được đâu, con đang sắp hát đổi mặt không có được về. Từ từ. Từ từ đi. Mẹ mày mày ơi, mày gọi ai? Mày vào nước nọ, mày vào bắt súng, bắt dao, tao đưa thằng mang sao, súng mang dao ra đi. Nào, tê lên cao, chắc mà mày 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 mẹ mày ăn thì mang dao đến xong là hùng hô đánh giết người ta thì mẹ ông con tao chậm lên mẹ mày tao mày mang sao dao sang đây mỗi người nhìn mẹ tao quay một giờ đi xem cái này thì mang mang khô quá mẹ chúng mày thì mẹ còn quay mẹ không còn một bạn nào bây giờ cả nhà to như nhà mồm không nói gì nhìn chả chết được đâu mà mẹ cứ lại ăn đồ con cháu đó mày ăn cháo đấy bác đi con cụ ở chúng mày thì mẹ mày cướp mấy cái cháo đấy bác đi rượu đi mẹ mày không à đi mẹ mày ăn uống rượu và mày chửi mẹ mày nhà mày mày chửi người ta mày mang sao đến nhà người ta về đây Vinh anh nào Vinh này anh nào không có mặt mày đâu mày không có mặt gì không anh em đợi hay chả nhá không anh em gì mà thằng Tùng hay là cái gì đến mày nhá tìm thằng Tùng nhá đừng có liên quan đến bọn tao nhá đúng rồi chính xác đấy con Hảo đấy đố mày động thằng Tùng giáo viên đấy giáo viên chửi hàng xóm nói là chúng mày sao mày đánh tao mày ăn bụi nó hầm đi thôi. Đi cái. Mày làm gì đấy? Mẹ cái loại nhà mày không nọ nhà tao á. Nhà tao mẹ con tao nó có thân một thân một mình nhá. Mẹ nhà tao có nhiều người không thì mẹ mày không đi lên boss rồi. Mày mang dao đến nhà tao à? Mẹ nhiều người thì mẹ chết tiêu. Để hạ hiếp con tao à? Cái loại này nó giết người nó dễ giết người lắm như này. Nhiều người chết tiêu. Mẹ cứ lại ăn người lại cứ lại sống chấp mặt. Mày giết, mày giết mày. Ăn cướp người khác thì mày thế. Đúng không, rồi. Không học ăn cướp người khác mới làm gì. Nhà mày mới là đang cướp. Ăn cướp mới xây được cái nhà to, không làm cái gì được nhà to đấy. Địt mẹ mày. Bà đừng nói thế, cháu nói cho bà, cháu làm chầy lồn ra đi Trung Quốc bao nhiêu năm làm chầy lồn ra đấy, bà đừng có nói cái câu ý nhá, cho bà đi ăn cướp à? Hả? À? Nhà bà đi ăn cướp bà nuôi mấy thằng con ăn học à? Bà thích cãi nhau không? Tôi đéo thèm nói thôi, bà im mẹ mà mồm mà bà đi. Hả? Vay là con nhà bà nó vay đấy. Ăn vùng vay thằng muốn cướp đấy. Cháu không muốn nói thôi, nhưng bà đi mồm mà đi. Lừa à? Cờ bạc à? Con nhà bà đấy đi đánh ở trong Phủ Trì cái kìa. Hả? Thì giáo viên cờ bạc à? Hả? Máu lồn gì? Cái loại thầy giáo gì mẹ suốt ngày cờ bạc đi nay đây mai đó đi cờ bạc còn kêu cái gì? Thu nhau à? Hả? Thu nhau để công an nó bắt thằng chạy xiết đi tù đấy. Hả? Suốt úp sọt ở trong Phủ Trì à? Giáo viên đi dạy không dạy đi à? Đi đi cờ bạc ở trong bị công an nó bắt rồi à? Chạy bao nhiêu tiền không biết à? Nhà mày mới là cái loại người chết học máu tươi ra. Biết rồi, cứ rủa đi xem ai chết học máu tươi. Cháu không thèm nói thôi, ông bà đừng có bằng bà im mồm đi nhá. Đức
Có đức đấy, đức hay không? Có đức đấy. Mày ra đây. Không nói thằng như vật thằng như đi ra. Mày giỏi không nợ mày mang dao đâu, mày mang dao đây đi. Quê thằng em mày nghiện nên đi tại đó sát kề cái thằng nghiện. Thằng ấy. Sao mang dao không nợ mang dao không mang dao.